thì việc lấy xét nghiệm được tiến hành tại sân bay ngay người dân và nhân viên y tế của quận Việt Nam. Vì vậy, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh COVID-19 đã quyết định lấy mẫu tại nơi cách ly, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong số 18 điểm cách ly tập trung của tỉnh Quảng Ninh. Sau khi trở về Việt Nam sáng nay, các hành khách được đưa về nơi cách ly và nhân viên y tế lấy mẫu ngay lập tức. Gần 300 nhân viên y tế Quảng Ninh được huy động đến các điểm cách ly để lấy mẫu và theo dõi sức khỏe cho hơn 1.000 người đang được cách ly. Rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra đối với họ. Những ngày đầu ấy thì tôi lấy khoảng tầm mấy mẫu, khoảng 80 đến 80 mẫu. Còn những ngày gần đây thì khoảng 20 mẫu. Tôi phải tự bảo vệ, mà có thể là vào chúng tôi mặc quần áo, khẩu trang rồi các vật cồn hoặc là những cái clorhexidine. Tại đây, 1.500 mẫu được xét nghiệm và đã xác định 6 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Đây là một địa phương đầu tiên được công nhận kết quả xét nghiệm bệnh COVID-19 mà không cần chờ kết quả kiểm định lại của Viện Vệ sinh Dịch tễ. CDC Quảng Ninh là bình quân mỗi ngày xét nghiệm khoảng từ 50 đến 70 mẫu, ngày nhiều nhất có thể hơn 100 mẫu. Với lại các cái điều kiện như hiện nay đấy, thì với số mẫu như vậy là tương đối là đảm bảo mình có thể kiểm soát tốt được cái chất lượng của các cái đầu ra của các xét nghiệm này. Để chủ động trong việc điều trị, Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng thu dung điều trị cách ly trong các cơ sở y tế với hơn 1.200 giường bệnh cùng các trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ như máy thở, hệ thống máy tim phổi nhân tạo và phòng điều trị áp lực âm. Bệnh nhân số 52 đang được điều trị tại đây đã ổn định sức khỏe. Được Sở Y tế và tỉnh Quảng Ninh quan tâm về mặt trang thiết bị, bên cạnh đó là các trang thiết bị phòng hộ cá nhân của nhân viên. Và cái thứ ba là rất quan trọng trong vòng thời gian rất là ngắn, tôi đã tổ chức tập huấn thì trong ngành thì kể cả từ anh em xử lý rác cho đến anh em nhân viên y tế bên lái xe là đều có quy trình chuẩn, phòng ngừa chuẩn để đảm bảo không lây nhiễm cho nhân viên y tế. Để phòng dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 3 trước 4 tại chỗ, trong đó nhấn mạnh việc